Từ lâu nay, pháo đất là trò chơi dân gian không thể thiếu của người dân xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn hoặc lễ hội, tiếng pháo đất lại rộn rã, không chỉ tạo không khí vui tươi, tăng cường đoàn kết tình làng nghĩa xóm, mà còn góp phần bảo tồn trò chơi dân gian truyền thống từ lâu đời ở địa phương này. Pháo đất là trò chơi dân gian gắn liền với vùng nông thôn, nhất là với trẻ em. Từ xa xưa, câu hát đồng dao, pháo nổ nồi rang, cả làng nghe thấy, gắn liền với ký ức của không ít người. Tại xã Tân Hương, từ nhiều đời nay, các thế hệ người dân nơi đây vẫn duy trì phong trào chơi pháo đất. Hàng năm, vào mỗi dịp hội làng hay nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, các đội pháo đất trong xã lại tổ chức giao lưu, tạo không khí rộn rã khắp làng quê. Ở Tân Hương, nhiều thế hệ trong mỗi gia đình nối tiếp nhau cùng duy trì trò chơi dân gian truyền thống của cha ông để lại. Trong gia đình tôi thì có ba bố con đều tham gia hết. Xong rồi đến hai cháu nó cũng cứ truyền thống như tôi. Chơi cái pháo đất này như thế là nó đem mối đoàn kết và được học hỏi lẫn nhau và vui khỏe có ích. Theo phong trào tôi cũng là một pháo thủ, cũng đã từng đi thi đấu nhiều giải từ cấp tỉnh đến cấp xã. Còn hàng năm thì đơn vị ở địa phương xã có tổ chức giao lưu các xã, các xóm với nhau. Và trong các ngày dịp lễ Tết, đây cũng là một cái phong trào để kết nối cái tình đoàn kết giữa mọi người. Xã Tân Hương hiện có 11 thôn thì tới 10 thôn có đội pháo đất. Trước đây trò chơi pháo đất chỉ tổ chức vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên với sự đam mê của người dân đối với trò chơi truyền thống này, địa phương đã thường xuyên tổ chức các giải, hội thi, liên hoan pháo đất không chỉ giữa các đội pháo đất trong xã mà còn giao lưu với các địa phương khác. Pháo đất ở Ninh Giang không chỉ là một trò chơi mà còn chứa đựng những nét văn hóa dân gian đặc sắc được duy trì bởi nhiều thế hệ và gây hứng thú đặc biệt đối với người xem ở mọi lứa tuổi. Gần 10 năm qua, Tân Hương là một trong những xã của huyện Ninh Giang tham gia liên hoan pháo đất tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Chúng tôi là một trong những cái xã được tham gia đại diện cho huyện Ninh Giang để tham gia cái trò chơi pháo đất dân gian lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện nay thì nhiều gia đình của xã Tân Hương là nhiều thế hệ tham gia, ông bà, bố mẹ, rồi đến con, rồi cháu tham gia. Đây là một trò chơi dân gian rất là bổ ích và thường xuyên được tổ chức hàng năm và nâng cao cái đời sống sức khỏe cho nhân dân và được thu hút được rất là đông đảo nhân dân cũng như là các cái tầng lớp để tham gia. Niềm đam mê pháo đất của các thế hệ người dân xã Tân Hương đã và đang góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân gian truyền thống để không bị mai một trong thời hiện đại.